Trước hết xin chúc mừng các vị được bình yên và tất cả chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện cho cái bệnh COVID trên toàn thế giới sớm chấm dứt. Cái nguyện thứ hai là những người không may là vướng phải thì sớm gặp được thầy thuốc chống lệnh bệnh và trở về đoàn tụ với gia đình. Nguyện thứ ba nó là cầu nguyện cho tất cả những vị mà không may nữa đó là vinh phải là qua đời, thì chúng ta cầu nguyện cho tất cả các vị đó và thánh pháp nghe kinh sớm sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái di tổ tiếp tục ha, ngày Thanh Nguyên hình tư, thì tất cả những cái ở trong cái cảnh Đức Truyền Đăng Lục đó, thì ghi lại có 1001 vị tổ sư, mà đa số cái 700-800 là bên cái dòng của ngài Thanh Nguyên hành tư, là cái này do cái bên cảnh Đức Triều Đăng Lục họ ghi. Rồi có lẽ là ở trong cái môn phong này cho nên là tất cả những đệ tử của được ghi trong đó thì đều là của ngài Thanh Nguyên hành tư hết. Ngài Thanh Nguyên hành tư họ Lưu, sanh ở An Thành, tỉnh Triết Châu, nghe nói Tàu Khê giáo pháp tịnh hành, bèn đến thăm lễ. Rồi hỏi nên làm việc gì để khỏi rơi vào giai cấp. Lục tổ trả lời rằng: ngươi đã từng làm việc gì? Ngài Thanh Nguyên trả lời rằng: thánh đế cũng chẳng làm. Và tổ nói: vậy thì loại giai cấp nào? Thì ngài đáp: thánh đế còn chẳng làm, giai cấp nào mà có. Tức là trước khi mà ngài đến với lục tổ rồi thì ngài đã tỏa ngộ rồi, cho nên mới có những cái lời hỏi đó. Chứ là làm cái gì hay làm thế nào để khỏi rơi vào giai cấp? Mà tổ mới nói: ông làm việc gì thì thánh đế cũng chẳng làm. Tức là đã xong việc rồi mới hỏi câu này. Thì tao hỏi tiếp: vậy thì loại giai cấp nào? Cái thánh đế cũng chẳng làm mà có gì, làm gì có giai cấp. Đó tức là ngài đã tỏa ngộ để đến thăm vấn tổ và được tổ chứng minh qua cái lời đối đáp đó, chỉ chứng minh thôi. Hoặc là ngài đã tỏa ngộ lúc nào cái cơ duyên thì không thấy, mà chỉ thấy đây là quá xuất cách rồi. Cái người đó nó quá xuất cách, nhân duyên mình không có thấy. Thầy tổ mới nói tiếp nè, tổ rất xem trọng mà cho là pháp khí làm quản chúng. Một hôm sư nói, tức là một hôm tổ nói đó: ngươi nên qua độ một nơi chớ cho đoạn dứt giáo pháp đốn ngộ này. Ngài hành tư đắc pháp, bèn về núi Thanh Nguyên ở Kiết Châu hoằng pháp, sau được vua Sắc Phong hiệu là Hoằng Tế Thiền Sư. Đây thì rất là vắn tắt. Rồi cái vị tổ thứ hai nữa là hôm nay chúng ta thấy nè, lịch sử ngài cũng quá vắn tắt. Vắn tắt là ở nơi trong kinh thôi, chứ còn nơi ở cái thiền sử á thì nó hơi dài, dài lắm chứ không phải như thế này đâu. Mà do cái nằm ở trong cái kinh Pháp Bảo Đàn, chúng ta không có tham cố bên thiền sử. Bên thiền sử thì nói tương đối dài một chút, và ngài Thanh Tòa đã chỉ dạy đại chúng như thế nào và được bao nhiêu người kiến tánh. Chính vì thế mà cái dòng thiền của ngài Thanh Nguyên hình tư nó truyền mãi cho đến cái đời nhà Tống là 1701 công án.
Rồi chúng ta kế tiếp là ngày sinh năm nhạc Hòa Nhượng. Ngày năm nhạc Hòa Nhượng, họ Đỗ quê ở Kim Châu. Lúc ban đầu đến An Quốc Sư ở Tung Sơn. An Quốc Sư đến sai đến Tàu Khê thăm vấn. Nhượng đến lễ bái. Sư hỏi từ đâu đến? Đáp từ Tung Sơn đến. Hỏi vật gì mà đến như vậy? Tức là vật gì đến? Thì ngày năm nhạc Hòa Nhượng không trả lời được. Rồi phải nổi nghi tình mất 8 năm sau. Ngài mới đến trả lời với lục tổ rằng nó tợ một vật tức không trúng. Ta thấy cái ngài An Quốc Sư là huynh đệ với lục tổ Huệ Năng, tức là người đi trước. Mà ngài Huệ An đó, thì ngài sống qua 2-3 triều đại, tức ngài sống tới 100 lại mấy tuổi nữa. Ngài sống từ cái thời nhà Tùy, thời nhà Tùy, rồi là nhà Đưa tới nhà Trần. Lúc đó thì nó chia 5-7, tức là cái Trung Quốc hồi xưa nó lớn. Rồi là mỗi một nước hùng, mỗi một vị hùng cứ một phương, nhà Trần hùng cứ một phương, rồi nhà Tùy hùng cứ một phương. Rồi sau đó thì nhà Tùy suy vong mới đưa lên tới nhà Đường. Trong cái giai đoạn cái nhà Tùy mà cứ bằng dân thể nhập điện nó kêu bằng gì, tức là kề, tức là đào một cái con sông đó, giống như con sông Bình Tế Việt Nam chúng ta đó. Ngài đào con sông lên vua nhà Tùy đó, trong vua cuối cùng đó. Tức là bắt dân để mà đào cái con kinh đó, nó rất là dài, nó tới không biết bao nhiêu cây số. Mà trong khi đó đó thì dân chúng rất là khổ sở. Chính vì thế mà ngài An Quốc Sư, tức ngài Huệ An á, ngài đi khất thực. Mỗi ngày người đi khất thực bao nhiêu về để giúp hết cho những người mà đào con kênh đó đó. Cho nên ngài sống từ thời nhà Tùy sang nhà Đường. Thì chúng ta thấy đó, mà khi được giới thiệu đến, mặc dù là ngài Huệ An cũng là một người đã kiến tánh làm quốc sư, nhưng mà cơ duyên á không phải với mình, cho nên ngài giới thiệu đến lục tổ Huệ Năng. Qua cái lời giới thiệu thì ngài đi đến, thì lục tổ hỏi từ đâu đến, thì ngày nay mà các vị là gì, sinh từ đâu đến, chết đi về đâu đó. Như thế thì lục tổ có dạy ngài năm nhà Hòa Nhượng thăm thiền không? Tức là thăm thoại đầu cái gì? Từ đâu đến? Cho mình ngày nay là sinh từ đâu đến? Chết đi về đâu? Rồi là từ Tung Sơn đến? Hỏi vật gì đến? Đáp không được. Đáp không được, cho nên là phải 8 năm. Mất 8 năm sau, tức là ngài thắc mắc. Ôm cứng cái thắc mắc đó 8 năm sau. Thì ngài đến trình với tổ là nó tợ một vật tức không trúng. Lục tổ Huệ Năng có tu hành không? Ngài trả lời rằng tu hành thì chẳng không, mà nhiễm ô tức chẳng được. Rồi tổ mới khẳng định rằng, mà cũng đồng thời là ấn chứng cho cái mà chẳng nhiễm ô này, chư Phật thường hộ niệm, ngươi đã như vậy, ta cũng như vậy. Thì Hòa Nhượng quán nhân triệt ngộ, bèn làm thị giả suốt là 15 năm, ngày càng thấu triệt quyền chỉ thâm sâu. Sau đến nối năm nhạc rộng truyền bá thiền tông, được vua sắc phong là đại huệ thiền sư. Tức khi người xưa đó, tổ sư đó, các ngài đã kiến tánh rồi thì là phải trải qua thời gian để bảo nhậm. Lục tổ Huệ Năng á, thì vào ở chung với thợ săn 15 năm để bảo nhậm, nó dứt trừ cái tập khí. Bởi vì tổ sư ngày xưa các ngài phát tâm tu đó,
thì là bỏ hết ngoại duyên. Những cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp nó còn nguyên vẹn, cho nên phải ẩn để mà bảo nhậm. Và trong giai đoạn bảo nhậm thì nó đồng như là trong lúc mà đang tham cứu, tức là đang tu. Từ ngày năm nhã sau khi tỏ ngộ rồi đó, thì theo hầu lục tổ Huệ Năng 15 năm vừa hầu thầy cũng vừa bảo nhậm. Cho nên các vị tổ sư ngày xưa sau khi chứng thánh rồi đó, thì các ngài cũng đều đi thăm vấn rồi đi bảo nhậm. Còn nếu còn thầy mình mà không đi thăm vấn, triệt ngộ rồi đó, thì có người cũng đi thăm vấn, người thì không. Chẳng hạn như ngày năm nhạc và nhượng là theo hầu mở tổ số 15 năm không có đi thăm vấn các nơi. Tức là cái tập khí đó, nó còn nguyên vẹn à. Nó xin lỗi chứ đôi khi chư tổ nói nha, nó còn bằng như người thế gian á. Cái quay nghi thế hạnh của cái người vừa kháng tính á không bằng một cái tùy kheo trì luật, nó còn thô lắm. Nhưng mà phải qua nhiều năm bảo nhậm nó mới dứt trừ tập khí, mà dứt trừ tập khí các ngài mới ra hoằng hóa. Cũng như khi mà hòa thượng Duy Lực ra hoằng hóa đó, thì tôi hay để ý, cho nên ngài khi mà ngồi đó thì hai gác chân là giống mà Hữu Phước mà ngồi trên cái ghế mà đưa cái chân lên đó, rồi để cái nón trên cái bình bông đó. Đó. Cái tập khí nó còn như thế đó. Thì là các ngài phải bỏ nhậm nó mới dứt trừ, dứt sạch hết, thì cái lúc đó tác phong của các ngài nó là siêu việt hơn những người là không bảo nhậm. Tức là trước kia đó tôi thấy hòa thượng Diệu Lực thì ngài ngồi nó còn co giò cái đầu thì lắc, mà đôi khi cái chân rung, cái chân đó là nhịp không dừng. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà quằn quá đó, không có thời gian cho mình, không có thời gian cho mình, cho nên bảo nhậm nó còn thô. Rồi sau khi mà đi Mỹ rồi cụ về đó, thì những cái tập khí tôi thấy không còn nữa, mất luôn, dứt sạch hết, không còn cái lắc mình, không còn lắc đầu, không còn co giò rung gì hết, tất cả đều trở thành cái uy nghi cực kỳ. Nó có cái động lực nó toát ra là mình gần mình cái cảm nhận được. Giống như các vị thấy người ta quậy cà phê là mình bay mùi đó, mình biết cái mùi cà phê ngon dở đó, thì cái người có đạo lực đó, ngồi bên cạnh nó mình cảm nhận được cái sự bình an cực kỳ, mà cái này không diễn tả được. Cho nên tổ sư ngày xưa các ngài khi chứng thánh rồi thì đều là phải bảo nhậm. Thì ngài Nam Nhạc và Nhượng á là ở nơi bên thiền sử cũng là rất là dài, ngài đã dạy chúng rất là dài. Ở đây trong kinh cho nên hơi rất ngắn. Hôm nay cái vị thứ ba nữa là chúng ta thấy ngài Vĩnh Gia Quyền Giác. Ngài họ Đới, quê ở Ôn Châu, thuở nhỏ tu học kinh luận, chuyên về pháp môn chỉ quán của Thiện Thai Tông. Tức là trước khi ngài đi qua thiền đó, chỉ là cái tông Thiện Thai. Mà cái tông Thiên Thai thì ngài Trí Giả Đại Sư thì sống trước cái đội nhà Tùy. Trước đội nhà Tùy, rồi qua đời Tùy, rồi mới qua đời Đường. Cho nên là ngài Thiên Thai Trí Giả đó, thì ngài đã chứng được tới cái quả vị thứ năm của Bồ Tát, thập địa Bồ Tát là chứng quả vị thứ năm. Có nơi á, thì ghi ngài là chứng cái quả vị thứ bảy, thì ngài cũng đã than là do quằn quá, lẽ ra đó thì ngài phải chứng đến cái cũ địa, còn nếu mà ở trong cái ngũ địa thì ngài phải chứng tới thất địa. Nhưng mà do quá độ chúng sinh cho nên ngài ở cái cương vị của ngũ địa mà thôi. Và
Ngài ra quảng quá, Ngài ra nói cái thời kỳ quảng quá đầu tiên á, tức là pháp hội thứ nhất. Ngài thuyết pháp là chỉ có 5-6 người thôi. Từ 5-6 người đã thành công hết. Coi như 100% đó. Cái hội thứ hai đó là hơn 20 người chỉ được có 10, một nửa. Mất một nửa tức là cái tánh chỉ được một nửa thôi. Hoặc là chứng quả có một nửa. Đến khi cả 100 á, thì chỉ còn được 1-2 người. Mà khi Ngài quần quá chúng lên cả ngàn á, thì không thấy người nào kiến tánh nữa hết. Chúng càng ngày càng đông thì là kiến tánh không có văn đầu là thuyết pháp và rất là thành công. 10 người, 10 người thì được 10 người, mà 5 người được 5 người. Vì sao thì là tìm cái người chứng quả không ra. Chúng ta thấy Ngài Bính Gia Huyền Giác là họ đới quê ở Ông Châu, thổi nhỏ là học kinh luận chuyên về pháp môn chỉ quán của Thiên Khai Tông, tức là của Ngài Trí Giả Đại Sư đó. Nhân xem kinh Di Ma Cật phát minh tâm địa, phát minh tâm địa tức là kiến tánh. Bỗng gặp đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng là Ngài Quyền Sách đến thăm, luận đàm với nhau. Thấy lời nói của Quyền Sách, của Quyền Giác kế hợp với chư tổ, Quyền Sách nói thượng tọa đắc pháp nơi thầy nào, tức là trao đổi với nhau thì đã biết rồi. Cái người xưa đó, khi mà nhìn qua đó, đã là biết người kiến tánh hay không kiến tánh, bởi vì các ngài đều có tha tâm thông. Rồi khi gặp nhau mà để luận đàm đó, thì biết là sâu hay cạn, triệt để hay là chưa triệt để, qua trao đổi. Do trao đổi mới biết được cái Ngài Quyền Giác là khế hợp chư tổ. Do vậy mà Ngài Quyền Sách đó là mới hỏi là thượng tọa đắc pháp nơi thầy nào. Mà ta thấy đặc biệt đó, trong cái lịch sử Thiền Tông, Ngài Quyền Sách đó, Ngài đi du phương. Đi đó thì đây mà người nào còn bị kẹt đó, Ngài lên sách tấm. Rồi ra giới thiệu về cho lục tổ làm cho đến rốt ráo viên mãn. Thay vì Ngài dạy cũng được, nhưng mà Ngài nói tôi không có đủ. Mà ở Tàu Khe có lục tổ Huệ Năng, mọi người đều là kính trọng đến thân vấn. Nếu mà tôn giả hay là thượng tọa có muốn đi thì nơi đến đó cho Ngài giới thiệu, cho Ngài không giảng dạy, mà chỉ gợi ý thôi. Thì Ngài Bính Gia Huyền Giác đáp: tôi nghe giảng kinh luận đại thừa, mỗi mỗi đều có thầy truyền thừa. Sao xem kinh Duy Ma Cật tự ngộ tâm Phật, nhưng chưa có thầy chứng minh. Huyền Sách nói: trước thời Phật Quay Âm Vương thì được. Tức là cái kiến tánh này đó, xem kinh mà tỏ ngộ đó, thì trước Phật Quay Âm Vương thì được. Nhưng mà sau đó, Phật thời Quay Âm Vương đó, mà không có thầy mà tự ngộ, ấy đều là ngoại đạo thiên nhiên, tức là của ngoại đạo. Trước chưa có tên gọi, tức là trước Quay Âm Vương, không có thầy mà tự ngộ thì được là hợp. Nhưng mà sau Phật Quay Âm Vương, tức là có danh tự Phật chúng sanh Bồ Đề Niết Bàn chân như Phật tánh, tức là có tên gọi gọi là sao Phật Quay Âm Vương, mà tự ngộ không có thầy đó thì rơi vào ngoại đạo. Quyền Sách nói, tức là Ngài Quyền Giác nói là xin nhờ thượng tọa vì tôi ấn chứng. Thì Ngài Quyền Sách nói: tôi lời của tôi chẳng đáng kể. Ở Tàu Khê nay có lục tổ đại sư, các nơi đều tụ tập đến đó tỏ pháp. Để đi thì cùng nhau đồng đi. Tức là Ngài đã giới thiệu rồi, Ngài dẫn đường đi đi đến lục tổ Huệ Năng. Rồi hai vị lên đường thì chúng ta thấy Ngài Quyền Giác nè. Quyền Giác bèn cùng với Quyền Sách đến tham vấn.
Khi đến gặp tổ, quyền giác đi nhiễu ba vòng rồi đứng lại chống thích trượng. Theo nguyên tắc ngày xưa đó, khi đến mà thăm vấn thì như là phải đảnh lễ. Hồi đằng này thì ngài quyền giác đó, thì ngài đến thì chống cái thích trượng, tức là đi ba vòng là chống thích trượng thôi chứ không có đảnh lễ. Do vậy cho nên tổ nói là bậc sa môn phải đầy đủ 3.000 quay nghi, 8.000 tế hạnh. Đại đức từ đâu đến mà sanh đại ngã mạng vậy? Ngài Quyền Giác nói, sinh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Tổ nói, sao chẳng thể cứu cái pháp vô sanh, liễu ngộ cái chẳng mau chóng ư? Tức là tại sao không tham cứu cái pháp vô sanh, liễu cái không mau chóng? Thì là ngài Vĩnh Gia nói, thể tức vô sanh, tức là thắc mắc thể tức không sanh, liễu vốn không mau chóng. Đó, thì ngài nói theo vừa nói vừa hỏi, tức cũng là biểu thị. Cho nên là tổ nói hay là tổ ân chứng như thị, tức là đúng như thế. Lúc bây giờ ngài Quyền Giác mới trang nghiêm lễ bái. Đó, hồi nãy thì đứng chống thích trượng thôi, bây giờ tỏ ngộ rồi đó, thì mới chịu lễ bái. Như thế các vị thấy như thế nào? Ly tham vấn thì nguyên tắc từ xưa đó là đi kinh hành nhiễu ba vòng rồi là chống thích trượng thôi. Vỡ đại đức từ đâu đến mà sanh đại ngã mạng vậy? Tức là phàm bậc sa môn thì phải có đầy đủ 3.000 quay nghi, 8 môn tế hạnh. Đại đức từ đâu đến mà sanh đại ngã mạng vậy? Thì giờ tổ mới nói, tại sao không tham cố cái mà không sanh? Liễu được tức là tỏ ngộ đó, liễu tức là tỏ ngộ, thấu lại được chính mình, là khai không mau chóng. Thì ngài nói, thể tức không sanh, liễu vốn không chóng. Và tổ nói như thị. Và bây giờ mới đầy đủ quay nghi đảnh lễ. Giây lát rồi từ giả ra về. Rồi chúng ta thấy nè, cái này cơ phong vấn đáp mà càng ngày nó càng lại là cực kỳ. Tức là ứng cơ tiếp Phật đó. Rồi tổ nói nè, sao về mau vậy? Ngài Vĩnh Gia nói, vốn tự chẳng động, há có mau chóng sao? Vốn tự chẳng động, há có mau chóng sao? Rồi tổ nói tiếp nè, ai biết chẳng động? Nhấn mạnh thêm, ai biết chẳng động? Rồi ngài Vĩnh Gia đáp, hòa thượng tự sanh phân biệt. Siêu tuyệt chưa? Ta là sức sức siêu tuyệt phải không? Rồi đó là tổ nói tiếp là bồi thêm một con nữa nè, ngươi thật được ý vô sanh. Ngươi thật được ý vô sanh. Thì ngài ấy trả lời rằng, vô sanh há có ý sao? Tức là không sanh không diệt làm gì có ý. Mà trả lời hết sức dứt khoát. Đúng không? Rồi đó là đáp, phân biệt cũng chẳng tác ý. Cũng chẳng tác ý tức là không khởi niệm, không nội niệm, không tác ý. Là ba cái từ khác nhau mà nghĩa thì đồng. Rồi tổ nói, lành thai thôi, ở lại đi. Rồi ngài ở lại một đêm, sáng hôm sau ngài từ giả ra đi. Thì người thời nhân tôn ngài Quyền Giác là nhất túc giác, thì chỉ là có một đêm thôi là đã giác ngộ rồi. Về sau ngài soạn bài Chấn Đầu Ca, tịnh hành khắp thế gian, sau được sắc phong là vô tướng đại sư, người đời tôn là Chơn Giác. Lúc đó là tỏ ngộ rồi từ kinh Duy Ma Cật. Nhưng mà sao á, cái đến lục tổ rồi thì nó mới là siêu nhiên tự tại. Tức là thấy một cái là thể không tức không sanh, tức là vô sanh.
mà liễu tức là thấu suốt, là không có mâu chống. Như thị như thị, lúc đó là xác định là ngài mới đảnh lễ. Rồi hỏi tiếp tiếp tiếp, chúng ta thấy hỏi rất là cực kỳ, mỗi câu mỗi lời đáp cho nó càng ngày nó càng là cực tắc của ngôn ngữ. Mà cái cực tắc này là mình không có được giải thích, nếu mà mình giải thích thì nó có lỗi với tổ sư. Rồi bây giờ chúng ta tham khảo thêm tiếp một cái vị nữa mà cũng do ngài quyền sách nè. Thiền giả Trí Hoàng tham học với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, tự cho mình đã được chánh thọ. Chánh thọ tức là đã kiến tánh đó. Bèn chấp ngồi mãi trong am hơn 20 năm. Đệ tử của sư là Quyền Sách hành cước đến Hà Bắc, nghe tên Trí Hoàng liền đến thăm hỏi: ông ở đây làm gì? Trí Hoàng đáp: nhập định. Quyền Sách nói: ông nói nhập định là có tâm nhập hay không có tâm nhập? Nếu nói không tâm nhập thì tất cả những loài vô tình, cây cối, ngói đá đều phải được định. Nếu nói có tâm nhập thì tất cả loài hữu tình cũng đều được tịnh. Đó, nếu có tâm và không tâm, tức là còn vướng trời ngôn, ngôn ngữ. Lúc đó Chí Hoàng nói: lúc ta đang nhập định, thấy chẳng có cái tâm có và không. Lúc ta nhập định, chẳng thấy tâm có và không. Ngài Quyền Sách nói: chẳng thấy có cái tâm có và không, tức là thường định, đâu cần có xuất có nhập. Hễ có xuất có nhập thì đâu phải đại định. Hoàng không trả lời được. Một lúc sau hỏi: thượng tọa nói pháp ai vậy? Quyền Sách nói: tôi, thầy tôi là Tàu Khê Lục Tổ Đại Sư. Ngài Trí Hoàng hỏi: Lục Tổ lấy cái gì làm thiền định? Ngài Quyền Sách trả lời: thầy tôi nói tự tánh quyền diệu tạm nhiên. Tức ngài Quyền Sách nói, các vị nghe kỹ nghe, thầy tôi nói tự tánh quyền diệu tạm nhiên, tròn đầy tịch diệt. Tịch diệt tức là vắng lặng đó. Thể dụng như như, tức có thể có dụng, như như nó không có lay động. Ngũ quẩn vốn không, lục trần phi thật, chẳng xuất chẳng nhập, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền vô trụ, chẳng trụ nơi thiền tướng, cũng chẳng trụ nơi thiền tịch. Tánh thiền vô sanh, chẳng khởi thiền tướng, như hư không, cũng chẳng cái có số lượng của hư không. Tức là chỗ này không có tác ý, không có khởi niệm. Thì nó mới được như thế. Chứ nếu có tác ý, có xuất, có nhậm thì không được. Trí Hoàng nghe nói như vậy, bèn đến đảnh lễ. Sư hỏi: thượng tọa từ đâu đến? Ngài Trí Hoàng đáp, thuật lại nhân duyên gặp Quyền Sách. Tổ nói: thật đúng như Quyền Sách nói, ngươi hễ tâm như hư không, chẳng chấp vào hư không, ứng dụng vô ngại, động tịnh vô tâm, tức là không có tác ý đó. Thánh phàm đều quên, năng sở đều diệt, tánh tướng như như, thì không lúc nào chẳng phải là định vậy. Tức là nói tột cùng của ngôn ngữ đó. Trí Hoàng do đó đại ngộ, cái tâm sở đắc của 20 năm đến nay đã tan rã chẳng còn hình bóng. Đêm ấy tại Hà Bắc, các quan dân nghe trên hư không có tiếng rằng Trí Hoàng thiền sư ngày nay đắc đạo. Sau từ giả sư về Hà Bắc hoằng pháp, khai hóa tứ chúng. Trước kia thì mình nên tưởng là mình đã tỏa ngộ,
ngồi 20 năm, vì có xuất có nhập cho nên là không bái. Ngài quyển sách là chúng ta thấy trong cái kinh đã nói có hai vị phải không? Một là Vĩnh Gia Quyền Giác, hai là Trí Hoàng giới thiệu về lục tổ. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo một vị sư nữa. Có một đồng tử tên là Thần Hội, họ Cao ở Tương Dương. Lúc 13 tuổi, từ chùa Ngọc Tuyền đến thăm lễ. Sư nói, tri thức từ xa khổ nhọc, có đem cái bản lai đến chăng? Nếu có bản lai thì phải biết chủ nhân, thử nói xem. Ngài Thần Hội đáp, lấy vũ trụ làm bản, cái thấy là chủ. Tổ vỡ nào, sa di này nói càng. Ngài Thần Hội lại hỏi, hòa thượng tọa thiền thấy hay chẳng thấy? Tổ cầm cái gậy đánh ba cái hỏi, ta đánh ngươi có đau hay không đau? Ngài Thần Hội đáp, cũng đau cũng không đau. Mới 13 tuổi mà đi thăm vấn rồi nói ngon lành phải không? Quá siêu không? Cũng đau cũng không đau. Rồi hỏi tổ hỏi thế nào cũng đau cũng chẳng ơn. Rồi tổ nói là ta thấy cũng chẳng thấy, ta cũng thấy cũng chẳng thấy. Còn ngài là Thần Hội hỏi tiếp, thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Tổ nói hay là tổ dạy, cái thấy của ta thường thấy lỗi tự tâm đó. Thấy của tổ có ngài nói như thế đó, cái thấy của ta là thường thấy lỗi tự tâm, chẳng thấy phải quấy tốt xấu của người, cho nên cũng thấy cũng chẳng thấy. Tức là cũng thấy là thấy lỗi mình, mà không thấy là không thấy lỗi người. Đó, cũng thấy cũng không thấy đó. Ngươi nói cũng đau, cũng chẳng đau là thế nào? Nếu chẳng đau, thì đồng với cỏ đá. Nếu đau, thì đồng với phàm phu, liền khởi tâm sân hận. Ngươi vừa hỏi, thấy không thấy là nhị biên, tức là có đối đãi. Nói đau không đau là sanh diệt, tự tánh ngươi còn chẳng tự thấy mà dám đùa người khác. Tổ vỡ đó, do cái vỡ này cho nên ngài mới thức tỉnh, và cũng đồng thời trong cái cuộc vấn đáp này liền tỏ ngộ. Ngài Thần Hội bèn lễ bái cầu xin sám hối. Rồi sư tổ lại nói, ngươi nếu tâm mê chẳng thấy cần phải hoàn thiện tri thức để chỉ đường. Nếu ngươi tâm ngộ, tức tự thấy tánh, phải y pháp tu hành, tức là bảo nhậm đó. Tổ nói là tu hành chứ thật là bảo nhậm. Đã thấy tánh rồi thì phải bảo nhậm. Nay ngươi mê, chẳng thấy tự tâm, lại đến hỏi ta, thấy hay không thấy? Ta thấy, tự ta biết, chẳng dính dáng đến cái mê của ngươi. Ngươi nếu tự thấy cũng chẳng dính dáng cái mê của ta, sao chẳng tự thấy tự biết mà lọ hỏi ta thấy hay chẳng thấy? Cái đoạn này đó là ở kinh Pháp Bảo Đàn, chúng ta thấy có chỗ nào hơi giống không? Tức là kinh Lăng Nghiêm giữa Phật và A Nan á. Phật hỏi thế trước khi ông tại sao mà phát tâm đi tu, thì ngài A Nan là con thấy cái thân tướng của Như Lai trang nghiêm, dứt tất cả những cái hữu lậu không phải do cái trần lao mà có, cho nên con phát tâm mà xuất gia. Phật hỏi cho ông lấy cái gì để thấy, mà lấy cái gì mà
phát tâm. Nên lấy con mắt để thấy cái tâm ưa thích nên là xuất gia. Phật hỏi tâm ở chỗ nào? Ở đây á, là ngươi thấy và không thấy là tổ. Chúng ta thấy nó có hơi chỗ giống hơn, thấy không? Na ná nhau, phải không? Giữa Phật và tổ không có chỗ mà sai biệt được. Mà tổ nói thì cũng phải theo ý đúng như Phật nói. Nghe thần hỏi lễ lại, thêm hơn trăm lại, xin sám hối tội lỗi, ân cầu ân cần hầu hạ chẳng rời. Rồi một hôm tổ bảo chúng, ta có một vật chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng danh chẳng tự, chẳng lưng chẳng mặt, các ngươi có biết chăng? Mà trong chúng không có ai đáp cho ngài, thần hội bước ra nói, ấy là bổn nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Tổ nói nè, đã nói với các ngươi là chẳng danh chẳng tự, bèn gọi là bổn nguyên của Phật tánh. Người này dẫu cho có ra hoằng pháp cũng chỉ thành môn đồ của tri giải mà thôi. Sau khi lục tổ viên tịch, ngài thần hội vào trong kinh Lạc Dương, rộng truyền đốn giáo của Thầu Khê, soạn bộ Hiển Tông Ký thịnh hành ở đời, hiệu là Hà Trạch Thiền Sư. Thì các vị đọc lại trong cái quyển Cội Nguồn Truyền Thừa của ngài Việt Khê đã chú thích giảng giải, và Thượng Di Lực rồi là cái người dịch ra, là cái cuộc đời của ngài Hà Trạch Thần Hội. Rồi một hôm có vị tăng hỏi lục tổ rằng, ý chỉ của Quỳnh Mai người nào được? Rồi tổ đáp, người hiểu Phật pháp thì được. Vị tăng hỏi, hòa thượng có được chăng? Tổ đáp rằng, ta cũng chẳng hiểu Phật pháp. Cũng như các vị á, học xong tiến sĩ, giờ người khác hỏi các vị có học tiến sĩ không, nó có cũng được mà nó không có cũng chẳng lỗi gì, phải không? Cho nên vị tăng hỏi, người nào được? Người hiểu Phật pháp thì được. Hòa thượng được có được không? Ta chẳng hiểu Phật pháp. Tức là lời cái này gọi là xuất cấp, lời nói xuất cấp. Có nơi nói là lời nói kỳ đặc, nó kỳ đặc hay là xuất cấp cũng được, không có sai. Rồi một hôm sư muốn giặt cái y của ngũ tổ truyền thọ, mà xung quanh không có suối tốt, nên đi đến cách sau chùa năm dặm, thấy có núi rừng xanh biếc, thoại khí vòng quanh. Thoại khí là triệu chứng tốt đẹp hiện trên không khí, nhưng phải là người có pháp nhãn mới được. Tức là tổ đã có pháp nhãn mới thấy được cái thoại khí. Cái này á, thì các nhà phong thủy họ cũng thấy cái đất tốt nữa, nhưng mà cái đất tốt đó thì trong cái mặt tương đối, mà tổ thì là thấy thoại khí. Đây là chỉ có người được tâm thông, tâm thông thiết diệt thông như nhược sử hư không, cho nên thấy ra ngoài đó cái chỗ đó nó có dùng suối, thấy được cái đó nó tốt, cái suối đó. Thì chúng ta thấy ngày nào sư giọng tích trưởng xuống đất, nước suối chảy trào lên, dòng cái tích trưởng xuống thì nước ở dưới đó nó dâng lên, chảy thành cái ao. Rồi sư quỳ trên đá mà giặt y. Chúng ta thấy cái việc làm của tổ sư, ngài rất trân trọng cái y của ngũ tổ Hoằng Nhẫn trao cho ngài. Thì ngài muốn giặt cho nó sạch đó,
Thì giờ là ngài phải ra chỗ nước nước trong rồi quỳ xuống để giặt cái y. Ngày nay chúng ta không có, hiếm lắm. Mà tôi chỉ nhớ lại thì khoảng thập niên 60. 60 lúc tôi ở chùa Khai Tường là có hòa thượng Giác Tiên, hòa thượng Giác Tiên. Hòa thượng rất là kỹ. Khi mà ở ngoài á, chùa thì nó rộng mênh mông. Rồi cái đường ra Bồ Tre này thì có đường gần đó. Cấm cái này cái trụ, bên này cái trụ. Dăng dây hai đường. Đường trên là phơi áo, còn đường ở dưới á, là phơi quần. Để ngăn không cho người ta chung qua. Nếu mà để cao quá người ta đi chung qua, cho nên hòa thượng rất kỹ ngăn đường dưới để phơi quần cho người ta không đi qua lại. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi giặt y á, giặt rồi là hòa thượng không đổ trong nhà tắm, bởi vì là sao bông nó mặn và đem đổ ra ngoài. Nếu đổ nhà tắm á, thì nó côn trùng ở dưới, cái chất mặn của sao bông á, cái chất sát khuẩn á, tức là nó có axit á, sút, tức sút, nó sẽ giết côn trùng. Cho nên hòa thượng không đổ trong nhà tắm mà bưng ra ngoài sân, nhìn không có kiến rồi mới đổ. Đó là tôi thấy chỉ được có một hòa thượng đó, rồi còn các việc khác thì tôi chưa thấy. Nhiều vị hồi xưa giữ giới rất trang nghiêm, đến độ cái y mà các ngài giặt là rất là kỹ. Thì chúng ta thấy là tổ trân trọng cái y của ngũ tổ Hoằng Nhẫn trao cho ngài, là lửa cái nước trong rồi lấy cái chất trượng giọng xuống và nước trào lên rồi quỳ để giặt cái y. Ngày nay thì thời đại tân tiến, mình bắt buộc là phải đổ nước trong nhà tắm thôi, không thể nào nói được, không thể như người xưa được. Chứ mỗi thời kỳ nó mỗi khác ha, nên tùy duyên chứ không có chấp cứng nhắc được. Chúng ta thấy rất là trân trọng. Rồi cái tiếp nè, rồi có một vị tăng ở Tây Thục tên là Phương Biện đến lễ sư, sư hỏi thượng tọa làm nghề gì. Là Phương Biện ngơ ngác, tức là nghề gì, tức là đáp là thợ đắp tượng. Thì tổ chỉnh sắc mặt nói ngươi thử đắp ta xem. Tổ nói cái hai ý, tổ đắp tượng ngươi thử đắp ta xem. Thì Phương Biện ngơ ngác, ngơ ngác tức là tự thắc mắc, không hiểu cái lời nói của tổ ngươi thử đắp ta xem. Thì mấy ngày sau á, Phương Biện mới là đắp xong chân tượng cao bãi tất, nét mặt tinh tình đều tỏ bày rất khéo léo. Rồi tổ cười nói rằng ngươi khéo tánh đắp tượng mà chẳng hiểu tánh Phật. Cái tánh đắp tượng là còn dùng chữ tánh mà trong hiểu tánh Phật, vậy chúng ta thấy chữ tánh này sẽ thế nào? Tánh của tượng và tánh của Phật là chữ tánh ở dạng nào? Các vị đều có hết. Rồi á, sư rờ đầu thọ ký dặn phải làm phước điền cho người trời, tức là trời người hay là người trời cũng được. Rồi tổ lấy y mà trả công, biện chiêu làm ba phần, một phần đắp pho tượng, một phần tự giữ lấy, là một phần lấy lá kè gói lại, xong chôn dưới đất và nguyện rằng cho tôi đời sau được y này mà làm trụ trì nơi đây, xây dựng lại chùa chiền. Phải đắp cái tượng Phật thì hay quá, mà đắp cái tánh tượng thì của tổ không bằng đắp cái bản tánh của chính mình. Cho nên không hiểu là thành ra là tổ rờ đầu thọ ký và trao cho cái y để trả công. Nhà lấy cái y rạch ra là ba phần, một phần là đắp pho tượng, một phần là giữ lại làm kỷ niệm, một phần á thì là lấy cái kè gói lại rồi chôn dưới đất rồi phát nguyện. Qua đời sau á thì cũng tại cái chỗ này đào đất lên thì được cái
cái y này rồi là xây lại chùa chiền, vì chùa này nó cũng đã nó cũng mục rồi. Rồi chúng ta thấy là đến năm thứ 8 niên hiệu Gia Hữu đời nhà Tống đó, từ nhà Đường mà sang tới đời nhà Tống, tức là 1056 1063, cách đó là 380 năm. Giữ không luân hồi đi lên đi xuống tới 380 năm, là có vị tăng tên là Di Tiên đến tu sửa lại chùa chiền, đào đất được y còn như mới, pho tượng cư sư còn ở chùa Cao Tuyền, tức là trải qua 380 năm sau mới đầu thai lại, mới xây dựng lại chùa chiền lấy tên khác. Chúng ta thấy không quá lâu không? Rồi có vị tăng đem bài tụng của Ngoại Luân Thiền Sư lặp lại với tổ kể rằng: Ngoại Luân có bản lãnh dứt được trong tư tưởng tối cẩm, tâm chẳng khởi, bồ đề luôn luôn trưởng, tức là bồ đề luôn luôn lớn đó. Rồi tổ mới quả lại bài kể nói là, tổ nghe xong là bài kể này chưa rõ tâm địa, nếu theo đó mà tu hành thì lại thêm trói buộc. Do đó tổ một làm bài kệ khác: huệ năng không bản lãnh. Bên kia thì là huệ Ngoại Luân có bản lãnh thì huệ năng không bản lãnh. Chẳng dứt trong tư tưởng thì Ngoại Luân là dứt được trong tư tưởng, ngài không có dứt được tư tưởng. Bên kia đối cảnh tâm chẳng khởi, còn ngài đối cảnh tâm cứ khởi. Cái khởi của ngài là các vị biết là dụng nha, cái dụng chứ không phải là cái tâm khởi theo trần lao phiền não. Bồ đề làm sao trưởng, bởi tâm không khởi làm sao bồ đề lớn được. Cho nên cái nói của tổ chúng ta thấy nè, đây là siêu việt. Còn ở trên á chưa kiến tánh, cho nên là mượn cảnh để diễn tả, mà lại tự khen mình có bản lãnh là dứt được trong tư tưởng, tức là vọng tưởng nó không trừ khỏi đó. Thì đối cho cảnh là tâm thấy không có gì hết, rồi là bồ đề luôn luôn trưởng. Cho nên có cái câu chuyện này để các vị thấy nè. Hồi xưa có vị tăng ở trong đại chúng đó, thì thấy là tu hành đó là cứ bận rộn quá đi, không chịu rồi mới đi ra ngoài là cất một cái am tranh để tu. Mà cất một cái am tranh đó đi tu rồi thì trồng cỏ, trồng rau, trồng rồi để sống. Và khi mà trồng thì bị thú ra nó phá, chim chóc nó ăn, chuột nó phá, nó hư hết. Thành thử thấy phiền quá thôi, nhờ đi khất thực. Nhờ đi khất thực á thì thấy không bận lòng nữa. Rồi trong khi ngài khất thực thì có được một cái bà lão là cúng dường rất là đặc biệt, đủ không cần đi xin chỗ khác. Rồi là cái vị tăng này mới làm phát tâm hỏi với bà lão là thôi bây giờ tôi muốn nhập thất 3 năm, vậy là bà hộ thất cho tôi được không? Bà lão nói được, nếu mà thầy tu thì tôi con sẵn sàng. Tôi bật cất cho một cái âm tranh, rồi nấu cơm buổi sáng buổi trưa đó sai cho một cô con gái mang đến để cúng dường cho vị tăng đó. Rồi cái ngày mà mãn thất đó, ngày nào cũng vậy cứ đi đến. Rồi cái ngày cuối cùng đó, người mẹ mới dạy cho cô con gái, khi mà ăn cơm xong rồi đó, là ôm cứng người vị tăng, rồi bảo nói coi vị tăng nói như thế nào. Thì khi cô con gái nghe lời mẹ đó, thì ôm vị tăng cứng rồi bảo nói. Thì vị tăng trả lời rằng là: khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô nõn khí. Tức là ba mùa lạnh rồi, tức là khô mộc ỷ hàng nham, tức là cây khô á ở bên hoàng đá lạnh, 3 năm rồi nó không có một chút hơi hám nào hết. Tu hành như thế là cũng là siêu việt rồi đó.
Cái này hơn của Ngoại Luân á. Ngoại Luân là có bản lãnh giúp được trong tư tưởng đối tẩm tâm chẳng sanh đó, Bồ Đề càng ngày càng lớn. Còn thấp hơn cái vị tăng nào. 3 năm qua rồi, như cây khô ở bên hòn đá lạnh, không một chút hơi ấm. Rồi về trình với bà lão nó trở lại là đốt am, mắng vị tăng rằng 3 năm qua chỉ cúng dường một cái thây chết, đuổi vị tăng đi và đốt đốt am. Đốt am rồi thì là vị này hổ thẹn, tự mình thắc mắc, mình hổ thẹn, chịu không nổi, là cũng đi khất thực. Đi khất thực rồi là cũng thấy bận lòng quá. Mới đến thì bà lão nó thôi bây giờ tôi nhập thất 3 năm nữa. Bà hộ trì, bà lão chấp nhận. Mà cũng dạy cô con gái như trước. Đến cái ngày mãn thất, cô con gái ôm cứng lại cái vị tăng. Thì bảo nói. Thì là vị tăng trả lời rằng, tôi biết, cô biết, trời biết, đất biết, đừng cho mẹ cô biết. Cô này trở về trình với người mẹ, bà mẹ vui cười, trả lời là chúc mừng vị tăng đã xong đại sự. Các vị thấy, nói câu nói ai chịu nổi, mà chỉ có người kiên tánh mới biết. Tôi biết, cô biết, trời biết, đất biết, đừng cho mẹ cô biết. Tức là cái bà lão này cũng là một cái cư sĩ kiến tánh. Và cô con gái này cũng là kiến tánh. Tuy là còn trẻ nhưng cũng đã kiến tánh. Nhưng mà với thân phận của người nữ là một cư sĩ. Cho nên là không có xuất gia. Không phát nguyện xuất gia. Chỉ có ni sư Diệu Tổng á, là mới xuất gia thôi. Mà còn 13 tuổi cũng đã kiến tánh rồi. Mà cứ nghĩ rằng là mọi người bình thường. Do vậy mà không có... cứ sống bình thường thôi. Rồi sao á, rồi theo cái tập tục của ngày xưa đó mà dâng lời cha mẹ đi lập gia đình, rồi cô cũng dấn tưởng mọi người đó cũng kiến tánh. Rồi giờ là chồng mất sớm, cô sao xuất gia là gặp ngài Đại Huệ, thăm vấn là ngài Đại Huệ khai thị rồi bà mới triệt ngộ, cũng kiến tánh mà chưa triệt. Thì các vị hôm nay có tu thử không? Và hôm nay tôi nói cũng lung tung quá, không biết các vị có cái gì thắc mắc không? Cứ hỏi, bấm cho các vị hỏi. 5 phút, còn 5 phút, vị cứ hỏi. Có không? Kính bạch hòa thượng, kính bạch chư tôn đức tăng ni, thì theo thời gian này còn 5 phút nữa, hôm nay hòa thượng cho chúng ta có những câu hỏi. Chư tôn đức tăng ni và quý phật tử nào chúng ta có câu hỏi thì quý vị mạnh dạn chúng ta giơ tay lên để hòa thượng chia sẻ với chúng ta. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có vị nào hỏi không? Chúng ta có mạnh dạng được cái ngày. Thưa hòa thượng. Đại gọi thiền sư. Dạ. Nữa chúng ta đại pháp danh ha. Rồi, đại gọi thiền sư nói đi. Xin hòa thượng cho con biết trong các vị mà hòa thượng vừa kể đó, thì các ngài đó, cái nghi tình của các ngài đó nó đã vỡ chưa, hay là các ngài khi tham vấn lục tổ thì nghi tình nó đã vỡ chưa, hay là nó vẫn còn hiện hữu? Mắt mới đi thăm phấn, tức là các ngài đã tự nghi mà không biết mình nghi, mới gọi là chân nghi, rồi mới đến thăm phấn tổ, thì tổ trả lời các ngài tỏ ngộ liền.
Còn mình ngày nay đó muốn có nghi đó thì là phải nhờ cái câu hỏi sinh từ đâu đến chết đi về đâu. À, còn các ngài là do đọc kinh thắc mắc. Có người do đọc kinh mà tỏ ngộ nhưng mà còn vướng tí ti thôi, tức là còn chút xíu. Cái này thì gọi là theo như ngài Hoàng Bá ha, ngài nói là thập địa Bồ Tát thuyết pháp như mây mưa, độ vô lượng vô biên vô số chúng sinh vào vô sinh pháp nhẫn, còn ở phi ngu, tức là còn vô minh vi tế, rất vi tế. Có nhiều vị như ngài Vĩnh Gia Huyền Giác cũng đã tỏ ngộ rồi, cho nên ngài chưa có triệt. Rồi là qua cái ngài quyển sách giới thiệu về lục tổ, rồi qua lời đối đáp về lục tổ mới đến chỗ là triệt ngộ. Đó là không còn một chút mê mờ nào hết, đi thẳng vào Phật quả. Là theo như người xưa nói là vào đẳng giác cũng được, mà nói diệu giác cũng được. Vì chư tổ có người á, thì các ngài nói là mình minh tâm kiến tánh đến chỗ triệt để hay là đại ngộ, thì đến cái hàng đẳng giác Bồ Tát. Rồi cũng có vị nói vượt qua đẳng giác mà thẳng vào diệu giác. Ngài có ngài thì nói diệu giác, có ngài thì nói là đẳng giác. Mà đẳng giác thì là bằng Phật chứ không có hơn Phật nha. Bởi vì tất cả những tổ sư đều là các ngài chưa ai nói là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà các ngài chỉ là chánh đẳng chánh giác, tức là bằng Phật. À, nhưng mà diệu dụng thì chưa có ai qua Phật được. Nhưng cũng có người nói Mã Tổ diệu dụng á, thì tới 139 vị kiến tánh. Mà trong lúc mà các vị nói là 81 vị thiện tri thức đó, lúc đó là Tổ còn ở đời. Cho đến khi mà Tổ thị tịch á, thêm nữa đó là 139 người minh tâm kiến tánh. Lục tổ Huệ Năng thì chỉ có 43 vị thôi, và riêng á, Mã Tổ tới 139 vị. Rồi á, tổ sư các ngài á, nói á, thời Phật á, thì chỉ có nha, có ai? Có phải ngài Ca Diếp không? Ngài Ca Diếp triệt ngộ, Phật mới phó chúc cho chánh pháp nhãn tạng. Từ tổ, từng tổ truyền thừa cho đến chúng ta ngày nay. Nhưng chúng ta ngày nay phải nhờ câu thoại đầu mới có nghi. Còn chư tổ ngày xưa đó, các ngài nghi mà không biết mình nghi. Cũng như ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, tổ hỏi từ đâu đến? Từ Tung Sơn đến. Tổ hỏi tiếp vật gì đến? Ngài không trả lời được. Không trả lời được đó, ngài ra nghi, tự mình nghi. Mà trải qua 8 năm sau, ngài mới đến trình với tổ. Thì nói là nói tợ một vật tức không trúng. Tổ hỏi tiếp có tu hành chăng? Thì ngài trả lời rằng tu hành thì chẳng không, mà nhiễm mô tức chẳng được. Rồi tổ liền khai thị tiếp cái mà không nhiễm mô đó. Chư Phật thường hộ niệm, ông như thế, ta cũng như thế. Thì ngài đó ngài triệt ngộ là tổ ấn chứng luôn. Các ngài nghi mà không biết mình nghi, tức là còn cái nghi. Còn ngày nay chúng ta đó là phải nhờ câu thổi đầu mới có nghi. Bởi vì cái quyển Cảnh Đức Trường Đăng Lục ra đời giải thích hết tất cả những cái dụng của Phật, chua thêm trong đó những cái câu mà tôi đã nói đó mà thấy sắp phát rầu. Chẳng hạn như là cái vị tổ nào khai thị đó thì nói là Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền, thì phân tích đó là từ ba, tức là 28 vị tổ Ấn Độ đó, còn chấp ngôn ngữ, cho nên là Như Lai Thiền chỉ có 6 vị tổ Ấn Độ đó, là không có chấp ngôn ngữ đó, mới gọi là Tổ Sư Thiền. Cái này cái sai lầm lớn, làm cho người ta sân hiếu, lấp bích của ngộ người khác. Mà như thế thì là ngài Ca Diếp, ngài A Nan, Thư Na Huỳ Tu cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma còn ngôn ngữ sao?
Không có hiểu mà các ngài dùng á là cái thế lưu bố tướng. Ngôn ngữ thế nào thì ngài nói, các ngài nói như thế đó mà không có chấp. Không chấp thành ra không có điên, điên đảo. Còn mình á, qua cái lời nói rồi mình chấp, mình thành có điên, điên đảo. Cho nên các ngài dùng theo thế gian mà không có chấp. Cái lời nói của Phật, cái tổ là siêu việt. Nếu không mượn thì làm sao mà khai thị cho chúng ta. Cho nên ngày nay mình á, muốn có nghi tình thì là phải đề khởi câu khởi đầu à. Rồi trong mọi sinh hoạt, đi đứng nằm ngồi, hoặc là nói năng tiếp xúc, là bổn phận của gia đình, làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, làm con, làm cháu, làm tăng, làm ni, thì mỗi người đều có bổn phận của mình. Thì kinh Pháp Hoa nói là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Chúc các vị thân tâm thường an lạc, để khởi câu thoại đầu để có nghi tình để chúng ta hồi hương. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô Bổn Sư.